Như Lai cứu độ cho tất cả chúng sanh được giải thoát, mà không cứu độ một chúng sanh nào. Cầu hết sức ngộ không? Đó. Giống như anh sao mặt trời vậy đó, làm cho nửa mặt địa cầu đều được soi sáng, được nhờ cậy cho con người, coi như là 3.5 tỷ người, 4 tỷ người trên mặt địa cầu này thì được nhờ ánh sáng mặt trời mà sinh hoạt mà sống. Nhưng mà kỳ thật là không hề soi sáng cho một người nào. Vì Như Lai là cái bản thể chân như, là cái chân lý của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải riêng dành cho một người nào. Người nào có nghề nghiệp, có mắt sáng thì sẽ nhờ cái ánh sáng mặt trời đó mà phát huy cái nghề nghiệp, cái tài năng của mình trong cuộc sống. Ngược lại, người nào trong bụng mẹ sinh ra mà không hề có con mắt, không hề có thấy đường, thì ánh sáng mặt trời giàu có nửa mặt địa cầu đó, nhưng mà đối với người này thì coi như vĩnh viễn không có. Ngược lại, người nào 30-40 tuổi mới có bệnh mắt, thế thì là chỉ nhờ được ánh sáng mặt trời trong lúc từ 1 tuổi cho tới 40 tuổi mà thôi. Từ 40 tuổi về sau hai mắt mù, coi như mặt trời không có. Mà kỳ thật mặt trời vẫn có cho tới người đó 95 tuổi, người đó hết cuộc đời. Nhưng mà khúc sau đó không có, là tại vì là mình mù. Như Lai độ cho tất cả chúng sanh đây rồi, Như Lai có bỏ ai đâu. Có người nào làm lành mà không được phước báo đâu. Người nào làm lành mà không được an vui, không được hạnh phúc, không được tự tại khinh an, làm lành mà không được Bồ Đề Niết Bàn đâu. Cho nên Như Lai sẵn sàng ban bố Bồ Đề Niết Bàn, ban bố tự tại khinh an giải thoát cho mọi người à. Nhưng mà không độ cho một chúng sanh nào là gì sao? Tại vì nếu người nào mà không có cái tâm lành thì Như Lai cho cũng không có để mà cho, cho cũng không được. Hay là vậy đó, cái đạo Phật hay là cái chữ đó, cái câu đó là sâu sắc ghê gớm lắm. Cho nên đừng có gian xin Như Lai cho, không có đâu. Học đạo mà van xin Như Lai bằng cách lại lục cầu nguyện gian xin đó là tội nghiệp lắm, không có được cái gì đâu. Như Lai độ cho tất cả chúng sanh mà không độ cho một chúng sanh nào. Ánh sáng mặt trời tôi rọi xuống nữa mặt đất mà anh không có mắt thì làm sao mà cho ánh sáng cho anh được. Như Lai thương tất cả chúng sanh mà không thương một chúng sanh nào. Hay không? Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng là mình phải tập nha, phải tập thương nha, tập thương tất cả nha. Mà rồi tới cái lúc tới cái lúc mà nó sai chân lý rồi đó, là không hề có lòng thương. Phải vậy đó mới là đệ tử Phật. Chứ mà các vị mà cứ lấy cái câu tục ngữ mà nó là một giọt máu đào hơn ao nước lã, là các vị sẽ chết trong cái câu tục ngữ đó. Kể cả giọt máu đào, không thương giọt máu đào gì hết, mà tôi thương tất cả. Mà còn nếu mà làm không đúng thì giọt máu đào cũng không có được dưỡng phần. Học Phật là phải vậy thôi. Như Lai Thế Tôn là vậy đó. Pháp thân Như Lai trùm hết tất cả là thương hết cái gì. Vậy mà có những người không hề được cái gì của Pháp thân Như Lai hết, là tại vì nó không thọ dụng mà. Thứ không dưỡng khí khắp cùng cái không gian vậy mà cái lỗ mũi nó nghẹt, cái phổi nó không hít, thì làm sao nó sống được? Ánh sáng mặt trời là rạng rỡ vậy mà nó nhắm nghiêng đôi mắt nó không mở được, thế thì nó tự đi lủi bậy trong hang, trong hố, trong rừng, trong rú sông ngòi, rồi tự nó chết chứ sao. Cho nên là phải học cái câu này hay vô cùng. Đó là tôi phản kháng cái câu giọt máu đào hơn ao nước lã, câu rất sai lầm.
là với cái câu mà còn nước còn tát tôi cũng phản kháng luôn. Chứ tà khúc, cái tên gì đó mình nghe khúc khúc của Liên Xô, nó gần Bắc Hải đó. Nó đụng cái thủy lôi ở đâu, thủy lôi hình như là điều tra lại hình như thủy lôi của chính nó, nó chạm cái gì đó nó nổ ra. Nó nổ một đường dài từ trước tới sau mấy chục thước về tát cái gì. Còn nước còn tát là khi nào chiếc tàu nó lành 99.9% mà nước nó vô thì còn nước còn tát. Ở đây nó tát một đường dài ở bề ngang cả thước và bề dài 40-50 thước. Rồi tát là tát cái gì? Động đất ở Lai Châu ở Hảo Đài sập đất nhà ta vậy đó. Rồi lấy nạn chống hả, còn còn nhà còn chống, chống cái gì? Động đất mà chống. Cho nên là cái bệnh đó, cái bệnh nào đó nó già thì phải để cho nó chết. Người ta gọi là sanh lão bệnh, Phật dạy là sanh lão bệnh tử, rồi sanh trụ gì diệt, rồi thành trụ hoại không. Thổ Nhĩ Kỳ trong một tháng mà động đất 30 lần, ở đó mà lấy cây mà chống à. Cái bệnh người ta nói sơ gan thì từ 3 tháng tới 6 tháng. Thế thì là cho uống thuốc cho nó giảm đau cầm cự rồi để nó chết chứ. Chứ tát cái gì nữa mà tát. Bỏ vô mỗi ngày nó tốn cả 100 triệu bạc vậy. Rồi chịu 3 tháng rồi bao nhiêu 100 triệu vậy. Rồi những người sống con cháu nó lấy ở đâu cho ra. Lấy gì nó sống. Tát cái kiểu vậy là tát để được cái gì. Cho nên là cái từ còn nước còn tát rất sai lầm. Mà mình không có trí tuệ là mình chấp nhận câu đó là mình thiệt thòi lỗ lã vô cùng. Rồi giọt máu đào hơn ao nước lã, sai lầm vô cùng. Cái lòng thương rất là hẹp hòi, rất là cục bộ, thì làm sao là đệ tử Phật được. Cho nên hậu cái câu này, Như Lai cứu độ cho tất cả chúng sanh giải thoát mà không cứu độ một chúng sanh nào. Như Lai thương tất cả chúng sanh mà không thương một chúng sanh nào. Thanh Như Lai thành tựu vô lượng vô biên công đức vi diệu như vậy. Vì Như Lai giả là tất chi pháp như, như nghĩa, Như Lai là nghĩa chân như của giả pháp, chứ đâu có phải Như Lai là một con người mà có một cái tình thương như là thương vợ, là thương con, là thương chồng, là thương trai, hơn thương gái vậy đâu. Cho nên Như Lai là cái bản thể chân như bình đẳng. Phải học cái này nè mới gọi là học Phật. Thân Như Lai thành tựu vô lượng vô biên công đức vi diệu như vậy. Thân của Như Lai không ai biết, không ai chẳng biết. Vì thân Như Lai không phải là không gian mà cũng không ngoài không gian, không phải thời gian mà cũng không ngoài thời gian. Thân của Như Lai là pháp thân, là biến nhất thiết xứ. Thế cho nên nói Như Lai nhập niết bàn mà kỳ thật Như Lai chẳng nhập niết bàn gì hết. Đó, nhìn vào cái hiện tượng thấy Thích Ca Mâu Ni có nhập niết bàn, nhưng mà đây là Như Lai, đây không phải là Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi, không phải là Như Lai ứng thân, mà là Như Lai pháp thân. À, pháp thân tỳ lô giá na, ta dịch là biến nhất thiết xứ. Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ nhược hữu. Như Lai nhân ngôn Như Lai nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Cho nên nhìn Như Lai bằng cái tướng có đi có đứng có nằm có ngồi có nói có nín có động tĩnh, đó là người đã chưa hiểu gì về cái nghĩa Như Lai pháp thân này đâu. Chỗ này là cái chỗ rất là sâu. Này Ca Diếp, chỉ có Như Lai mới biết, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác mà biết được. Bởi vì hàng thanh văn duyên giác là cái trí tuệ nó ngang bằng với cái trí tuệ bậc trung, tôi gọi là trung thừa và tiểu thừa, chưa biết được đâu. Mà phải là cái chất liệu đại thừa mới nghe nổi kinh này. Cho nên là tôi xin nhắc đại chúng là phải phát huy cái chủng tử đại thừa trong con người của mình mới nghe nổi kinh này. Chứ mà dùng cái
cái tâm tánh mà cái nhận thức của tiểu thừa và trung thừa cũng chưa hiểu được kinh này đó nha. À, còn nói chi phàm phu ngoại đạo mà nghe kinh này thì thôi, không bao giờ nghe nổi và cũng không chấp nhận, mà còn chống đối, còn phỉ báng nữa cơ. À, hết giờ rồi, ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên phàm nguyện độ, phiền não vô tận. Nam mô vô lượng thệ nguyện học ma vật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thank you.